Những ngày đầu trong quân đội đối với các chiến sĩ mới là khoảng thời gian được trải nghiệm nhiều điều mới lạ bổ ích, nhưng cũng gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Nhằm giúp các chiến sĩ mới yên tâm phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ bằng tình cảm trách nhiệm của thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ các cấp luôn gần gũi, động viên và giúp đỡ. Cũng như mọi chiến sĩ khác, những ngày đầu trong quân ngũ, chiến sĩ mới Lê Văn Sĩ, quê ở Hà Tĩnh, không khỏi lo lắng vì chưa quen với môi trường mới. Những cuộc sống mới, môi trường mới thì tôi rất nhớ nhà, nhớ gia đình và người thân. Nhưng sau một thời gian nhập ngũ thì tôi được ban lãnh đạo chỉ huy các cấp quan tâm, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ, phổ biến kiến thức nề nếp về kỷ luật quân đội. Cán bộ chiến sĩ thì rất là hòa đồng, quan tâm giúp đỡ nhau. Trong số chiến sĩ mới nhập ngũ vào các đơn vị của quân khu 4 huấn luyện năm nay, có trên 2.500 đồng chí là con em đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo. Đây là những chiến sĩ được cán bộ các cấp đặc biệt quan tâm. Trong điều kiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona diễn biến phức tạp, các đơn vị chiến sĩ mới đã tổ chức tuyên truyền, định hướng cho bộ đội, cho chiến sĩ mới các biện pháp vệ sinh cá nhân, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong đơn vị. Sau khi tốt nghiệp thì em đã có việc làm ổn định tại địa phương. Sau khi có lệnh gọi nhập ngũ thì em đã sắp xếp công việc và việc đơn tình nguyện vào nhập ngũ. Bắt đầu vào nhập ngũ thì cũng gặp một số vấn đề hơi khó khăn vì môi trường bên ngoài khác với môi trường trong quân đội. Nhưng nhờ sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ chỉ huy, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mong muốn được ở lại phục vụ quân ngũ lâu dài. Chúng tôi là những người trung đội trưởng và trực tiếp cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt với bộ đội thì đấy là cái đối tượng chiến sĩ mới vào thì chúng tôi là trực tiên là hết sức là quan tâm và quan sát nắm chắc cái tình hình tư tưởng của là cả đồng chí mới vào, kịp thời động viên chia sẻ những kinh nghiệm để cho là chiến sĩ mới an tâm tư tưởng và xác định được tốt cái nhiệm vụ. Nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ người thân, bạn bè và thói quen sinh hoạt ở nhà sẽ tạm gác lại và thay vào đó là những bài học bổ ích, những chế độ, nề nếp, quy định chặt chẽ, có tính kỷ luật trong quân đội nhân dân sẽ giúp cho các chiến sĩ mới có thêm niềm tin, bản lĩnh vững vàng, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.